Ok, ở thành viên bọn mình thì mỗi một anh em lại thích sử dụng một cái món đồ công nghệ khác nhau. Nhưng mà điểm chung của bọn mình lại là rất nhiều anh em thích sử dụng smartwatch của Huawei. Phan Tuấn Anh thì dùng Huawei Watch GT3, còn Hưng Khúc thì dùng Huawei Runner. Bản thân mình cũng là một người thích sử dụng đồng hồ của Huawei, nhưng mà nó phải có những cái điểm gì đấy chung nổi bật thì anh em ThinkView mới thích sử dụng những chiếc đồng hồ này chứ, đúng không ạ? Đúng như vậy, là thời lượng pin của những chiếc đồng hồ Huawei cực kỳ trâu. Nó có thể sử dụng lên tới là 1 tuần, thậm chí là 2 tuần cũng được. Và có thể nói là cái điểm mạnh nhất của những chiếc đồng hồ Huawei lại chính là điểm yếu chí mạng của các nhà sản xuất khác. Như là chiếc Huawei Watch GT 3 Pro mình đang có ở đây, nó có thể sử dụng lên tới là 2 tuần đây anh em ạ. 2 tuần dùng không cần phải sạc. Đợt này thì Huawei cũng ra mắt thêm em Huawei Fit 2 có mức giá cực kỳ ngon và nó cũng gọn nhẹ hơn nữa. Mình cũng đang có sẵn đây luôn. Nhưng mà mình xin phép anh em là mình tập trung hơn vào chiếc Huawei Watch GT 3 Pro này nhá. Tại vì pin nó trâu và nó đẹp quá. Ngay khi đeo lên tay thì anh em sẽ thấy có một cái gì đó rất liên lạc. Nó khác hẳn so với cả chiếc GT 3 trước đó hay là bất kỳ một chiếc đồng hồ nào. Nhìn kỹ hơn thì mới thấy là Huawei đã làm cái phần khung nhôm tràn hẳn ra phần dây, nên là khi mà nhìn tổng thể thì trông nó như là một khối, nó không bị những cái kẽ hở thừa. Và khung này cũng sẽ làm dạng space gray, nó ăn nhập với cả cái dây đen và mặt đồng hồ. Nhìn nó trông khỏe khoắn, mạnh mẽ và hiện đại hơn. Các chi tiết khác cũng sẽ được tối giản lại, như là xung quanh phần viền mặt đồng hồ giờ cũng chỉ có một vài nét căn giờ, không có số má quá phức tạp nữa. Phần dây ở đây cũng sẽ là loại dây cao su siêu bền, dày dặn nhưng mà cũng sẽ có độ dẻo dai cao, nên là khi đeo nó sẽ không bị cứng cựa vào cổ tay hay là bí bức như dây da. Nói chung ít là mình thấy những anh em nào chú trọng vào thiết kế của smartwatch thì chắc chắn là sẽ bị thuyết phục bởi sự hiện đại, trẻ trung và liên lạc trong thiết kế của chiếc Huawei Watch GT 3 Pro này. Và khả năng kháng nước của GT 3 Pro nó cũng sẽ được hãng công bố hỗ trợ lặn sâu tới 30m và kháng nước mặn được luôn. Sợi dây cao su này cũng sẽ không thấm nước, nên là mình đi tắm hay là đi bơi cũng đeo vô tư. Về thời lượng pin thì chắc chắn đây cũng là cái điểm ăn tiền không thể chối bỏ của những chiếc Huawei smartwatch, và GT 3 Pro cũng không phải là ngoại lệ. Mình sử dụng để tập luyện, nghe gọi, lúc ngủ mình cũng đeo. Nói chung là không có cái chức năng gì mà mình không nghịch cả. Thì nó đáp ứng được mình vào khoảng là 12 đến 13 ngày, tức là gần 2 tuần. Mình nghĩ là anh em dùng nhẹ nhàng, ít tính năng hơn thì thời lượng pin có thể lên tới 2 tuần là hoàn toàn có thể. Về khả năng nghe gọi thì nó hoạt động cũng tốt, loa rất là to, mình đi đường gió lồng lộng nhưng mà vẫn nghe được. Và mình nói thì ở bên kia người ta vẫn nghe được rõ ràng luôn. Về tính năng thì tương tự như những sản phẩm khác của Huawei, GT 3 Pro cũng sẽ có rất nhiều chế độ tập luyện và sức khỏe. Ví dụ như là hơn 100 chế độ tập luyện như là đi bộ, chạy này, hay là bơi lội, nhảy dây và đạp xe. Còn rất nhiều bài tập khác nữa cơ. Mình thích là cái nó có khả năng tự động phát hiện bài tập thay vì là mình phải chỉ định thủ công. Mình chạy là nó sẽ tự nhận diện được luôn. Mình hay chạy buổi sáng thì thấy nó nhận được ngay. Nhưng mà một số bài tập lạ lạ như là nhảy dây thì nó lại lúc nhận được lúc không, nên là mình lại phải chọn thủ công. Khả năng theo dõi sức khỏe cũng sẽ được trang bị đầy đủ, bao gồm đo nồng độ oxy trong máu SpO2, độ sâu giấc ngủ hay là mức độ stress. Nó cũng sẽ được trang bị tính năng cao cấp là ECG, đo điện tâm đồ, phù hợp với những người vận động mạnh, thường xuyên chơi thể thao hay là những người có bệnh về tim thì cũng sẽ giúp chúng ta phát hiện được những cái rối loạn về tim sớm hơn. Lúc đo thì chỉ cần bật ứng dụng ECG lên, chạm ngón tay vào núm bên phải, nó đo xong sẽ trả về kết quả có trên ứng dụng Huawei Health, rất trực quan, như là nhịp bao nhiêu lần một phút này, nó có bị rung tâm nhĩ hay là kiểu rối loạn về tim hay không. Nói về ứng dụng Huawei Health thì nó cũng rất trực quan. Anh em sẽ có hồ sơ tập luyện. Sáng thì mình hay chạy 1 km quanh nhà rồi bắt đầu tập. Nó cũng sẽ có GPS ghi lại vị trí, quãng đường, calo đốt, nhịp tim, từ cơ bản cho đến chi tiết. Hay là đi ngủ thì nó cũng sẽ trả về các kết quả chất lượng giấc ngủ này. Đêm qua thức bao nhiêu, chất lượng giấc ngủ có tốt hay không. Rồi anh em có thể đo mức độ stress, phù hợp với cả bạn nào hay chạy deadline hay là bị xếp dí thường xuyên. Chỉ có mỗi cái huyết áp là nó lại chưa đo được, nhưng mà nó sẽ phải nối ra một cái máy đo huyết áp riêng. Nhưng mà kết quả trả về thì nó sẽ lại trả về là ứng dụng Huawei Health, anh em vẫn sẽ tiện theo dõi. Nói chung là nó không thiếu bất cứ một cái tính năng nào của smartwatch cao cấp cả. Khả năng kết nối với Android và iOS mình thấy đều ổn. Thông báo hay là cuộc gọi đều nhảy lên nhanh, nhưng mà bị cái là thông báo cũ mà anh em không xóa đi, là khi có thông báo mới thì có lúc nó lại chẳng nhảy lên gì cả. Đây là cái lỗi từ đời trước nhưng mà vẫn chưa fix được ở trên bản GT 3 Pro này. Hay là có thông báo đến thì anh em cũng chỉ đọc được thôi chứ không gửi tin nhắn nhanh để trả lời được. Đó, thì trải nghiệm của mình đối với cả chiếc GT 3 Pro này là rất rất tuyệt vời. Đây là cái chiếc đồng hồ mà mình muốn mua nhất khi mà mình review. Nói chung là nó phù hợp với cả trải nghiệm nó mang lại, nhưng mà mình lại không đủ kinh phí. Còn nếu mà anh em nào giống như mình cũng muốn có một chiếc đồng hồ đầy đủ tính năng thì có thể tham khảo em
Huawei Fit 2 này, nó sẽ có mức giá nó ổn áp hơn, dễ tiếp cận hơn, mà chỉ thiếu mỗi cái tính năng ECG, chứ còn nó vẫn có đầy đủ các tính năng như là SPO2 này, đo stress, đo độ sâu giấc ngủ và các bài tập luyện tập khác. Ok, anh em nghĩ sao về những cái chiếc smartwatch của Huawei? Hãy để lại comment phía bên dưới cho mình nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em.